Hello các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Cà Trà Và trong thời gian vừa qua đó thì đã có một số bạn nhắn tin hỏi cho Kim Về cái cách thức chúng ta có thể vào những cái lệnh gọi là credit card với cái tỷ lệ win rate khá cao và với cái phần trăm lợi nhuận cũng khá là cao. Và một số bạn nói là Ồ, nếu như vậy thì Kim có thể giải thích nhiều hơn về loại lệnh này để các bạn có thể cùng vào lệnh hoặc là có, các bạn có thể có một mở rộng cái kiến thức của mình ra trong việc trading được hay không. Thì uh, ngày hôm nay Kim sẽ làm video về cách win với 89% win rate trở lên cho năm 2023. Oh. <laughs> Thì như các bạn cũng đã biết đó, trong năm 2023 không phải là một năm dễ trôi và kể cả năm 2022 cũng vậy bởi vì trong một cái uncertain hay là trong một giai đoạn bear market thì chúng ta thấy là market nó đi rất là choppy. Thay vì những giai đoạn bull market của năm 2020 hay là 2021 thì market nó hay có những nhịp hồi nhẹ sau đó lại tiếp tục cái quá trình uptrend của nó. Thì trong năm 2023 chúng ta lại thấy là market có những cú đao rất là nặng nhưng mà sau đó lại có những cái nhịp rally bounce back rất là mạnh mẽ và như vậy việc mà các bạn trade ở trong năm 2023 nếu mà chúng ta vẫn áp dụng các cách thức bình thường như là à, mình buy call buy put nè thì nó sẽ khá là khó khăn cho các bạn bởi vì sẽ có những khi dù chúng ta đoán đúng hướng của market nhưng mà các kết quả lon hay short mà chúng ta thực hiện lại đi trong đêm tức là nó lại đi là pre market hay là after market. Thì khi mà market mở cửa nó lại bắn ngược lên hay là bùng bác ngược xuống thì các cái lệnh swing của chúng ta bằng các lệnh naked buyer đó vẫn không có được profit nhiều hoặc là thậm chí là bị lỗ. Cái thứ hai nữa đó, năm 2023 là một năm cực kỳ ảnh hưởng bởi các yếu tố của nền kinh tế. Ví dụ như là sự lo lắng về uh, recession nè, hay là nh uh, những cái động thái của Fed, hay là các cái ảnh hưởng của market từ các chỉ số của economy, ví dụ như là GDP hay các chỉ số có liên quan tới vấn đề lạm phát hay là việc làm. Và uh, như vậy á khi mà các bạn chỉ sử dụng TA để các bạn trade á thì có nhiều khi TA của chúng ta đó nó lại bị nhiều cái nhiều cái trap lại gặp rất là nhiều các cái trap và điều thứ ba nữa khiến swing trong năm 2023 khó khăn hơn là bởi vì các IV nếu các bạn để ý nếu các bạn là những người trade option chuyên nghiệp thì các bạn sẽ biết IV là một yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của option cực kỳ lớn và trong năm 2023 khi các bạn trade các bạn sẽ thấy là IV trồi sụt bất biến à, bất ngờ có nghĩa là nhiều khi mình thấy IV nó lên rất là cao nhưng mà à, ngày hôm sau nó lại tuột xuống và có những khi mình nghĩ là cái event đó nó sẽ làm move cái cái mo của mình nhưng mà tự dưng mình thấy sau event iv nó lại vẫn bình thường nếu các bạn là những trader chuyên nghiệp thì các bạn ắt hẳn hiểu kim đang nói về điều gì với iv và như vậy đó một cái recommend mà kim đã nhận thấy theo với cái kinh nghiệm của mình đó, đó chính là chúng ta có thể tìm hiểu về một cách thức trade để bảo đảm cho mình cái phần trăm nó tương đối nó an toàn hơn nó mang đến cho mình nhiều cái profit hơn và nó có cái cơ hội để chúng ta có thể mình mua thêm thời gian à, đó chính là cái cách mà mình áp dụng credit card để chơi thì với cái cách này credit card này nó mang đến cho các bạn những cái lợi ích gì cái thứ nhất là trong trường hợp nếu như TA bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng bởi macro hay là các yếu tố khác thì chúng ta hoàn toàn có thể roll lệnh của mình và có thể mua, gọi là có thể mua thêm thời gian á cái này nó khác với cái việc các bạn chơi naked call naked put như thế nào nếu như mà các bạn vào một cái Naked Put đi chẳng hạn. À, cái này á trong cái khuôn khổ bài ngày hôm nay á thì Kim à, Kim đang chia sẻ về Credit Call, cho nên là Kim sẽ dùng Credit Call để mình so sánh với lại cái Naked Put ha. Còn khi mà các bạn chơi các bạn chơi quen về uh, Naked Call thì các bạn sẽ dùng Credit Put để so sánh với Naked Call nó tương tự như nhau. Và trong cái Credit Call này á. À, nếu như mà các bạn có một cái lệnh put và cái lệnh put của các bạn bị lỗ thì lúc này các bạn chỉ có một cái giải pháp là các bạn sẽ close cái lệnh đó của các bạn mà thôi và cái điều thứ hai nữa là lệnh khi các bạn cho naked put á, thì con stock của các bạn nó phải sụp nhanh để các bạn không bị cắn tiền thê tà cũng như là các IV các bạn không bị IV cross nhưng mà với cái lệnh credit call này á miễn nó tránh được cho mình cái tình trạng là bị thê tà cắn hay là bị iv cross bởi vì nó được khấu trừ cái iv giữa hai đầu là đầu sale và đầu bay một xíu nữa kim sẽ giải thích cho các bạn về cái cái hai đầu này nó là như thế nào thì á tóm lại thay vì với một cái lệnh naked put mà các bạn vào thì các bạn phải cut loss hoặc là các bạn phải DCA rất là nhiều và các bạn phải có một bị một cái áp lực là con stock nó phải move nhanh và move mạnh thì chúng ta mới có thể lời lại còn với cái lệnh credit call chỉ cần một cái bước move nhẹ của stock và tới tới cái ngày mà khi mà chúng ta dự đoán cái ngày chúng ta predict á, mà con tóc nó chỉ cần nó mua nhẹ một tí thôi là xác suất chúng ta ăn á, sẽ rất là cao và nếu như cái những cái dự đoán của chúng ta về cái timeline á, nó bị xê dịch có nghĩa là mình nghĩ ngày hôm nay điều đó nó sẽ xảy ra nhưng mà hôm nay cái điều đó nó không xảy ra thì hoàn toàn các bạn có thể rô miễn là nó còn đi đúng những cái dự trù của các bạn về điều kiện ta và ea cái điều thứ hai nữa là với credit card, một số bạn chơi seller ở trong market. Nếu các bạn không rành về seller hay và mà hoặc là các bạn là những người seller chân chính đi thì các bạn sẽ nói là các lệnh seller thường là xác suất ăn rất là À, tức là cái cái profit mà các bạn nhận được á, so với cái tỷ lệ risk và reward của các bạn nó thường là bỏ ba hay là bỏ năm để các bạn ăn một tức là vốn của các bạn là bỏ ba bỏ năm nhưng mà các bạn chỉ được profit có một mà thôi nhưng với cái cách áp dụng credit call này của kim á, cái signature này của kim thì nó hơi khác tức là chúng ta sẽ dùng những mindset và chúng ta sẽ dùng những cách tính toán như là một người buyer option nhưng có điều là chúng ta đưa vào đó một số những phân tích những nhận định về TA, về EA, về Economic để thay vì chúng ta chơi naked thì chúng ta có thể dựa vào cái probability cái xác suất khả năng thắng của cái lệnh đó, đó mà chúng ta có thể either mình sử dụng naked put hay là chúng ta sẽ nếu mà cái probability nó 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 khá thấp hoặc là nó có cái độ trễ thì chúng ta có thể chúng ta sử dụng credit call và chúng ta sử dụng credit call deep in the money với cái tỷ lệ risk and reward là bỏ một mà chúng ta ăn từ 1.5 trở lên trong hầu hết những cái âm những cái setup mà kim lựa chọn chơi chơi á thường là risk là một nhưng mà rewards nó phải là từ 2, 2.5 hay thậm chí cái cái common risk reward của kim á phải là bỏ một và ăn khoảng 4 thì kim mới có thể là kim vào cái lệnh đó và để các bạn có thể chơi được credit card thì các bạn cần phải hiểu về lệnh seller là gì và lệnh buyer là gì các bạn cần phải có kiến thức về option thì lúc này các bạn mới có thể các bạn hiểu được tại sao cái lệnh credit card nó lại giúp ích cho các bạn nhiều đến như vậy và một cái điều nữa đó để cho các bạn chơi được credit card thì các bạn cần phải biết về ta và cộng thêm ea nếu như mà các bạn chỉ sử dụng mỗi ta mà thôi thì maybe là các bạn chỉ có thể chơi naked nhưng mà nếu như các bạn biết thêm ea các bạn tức là economic analysis đó, thì các bạn có thể các bạn sẽ tính ra được cái probability thắng của cái lệnh đó và các bạn có thể áp dụng cái credit call này và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem một cái ví dụ mà Kim đã thực hiện trong tuần vừa qua để Kim giúp cho các bạn của mình giành thắng lợi thì các bạn thấy là vào cái ngày 10 là các bạn thấy là ngày 9, ngày ngày 8, ngày 9 và ngày 10 tháng ngày 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 10 tháng 2 á thì á, vào cái thời điểm này á chúng ta thấy á, là spy nó bị chạm à, một cái kháng cự kim sử dụng SPS bởi vì trong cái ví dụ này kim sử dụng SPS thì Kim sử dụng cái chart của SPX các bạn sẽ thấy là vào cái thời gian này chúng ta có hai cái dấu hiệu một cái dấu hiệu là cái um, SP500 nó bị reject liên tục ở cái vùng giá supply zone phía trên này là cái vùng khoảng 4.200 của SPX và cái thứ hai nữa đó là những dấu hiệu về EA về economic À, hơi bị xấu cho nên á, là và nó liên tục nó đưa ra những cái dấu hiệu xấu thành ra vì cái lý do như vậy á, cho nên á, là Kim quyết định là mình sẽ thực hiện một lệnh short tức là một lệnh predict là cái con SP500 nó sẽ phải có nhịp buôn bán cái thứ hai nữa cái lý do mà mình chọn á, là bởi vì á bởi vì sao thứ nhất là lý do về TA, thứ hai là về EA đúng không nào? Và thứ cái lý do thứ ba mà Kim chọn một lệnh uh, credit call thay vì naked put á, là bởi vì các bạn thấy cái xu hướng của của SP500 nè. Nó vẫn là một xu hướng uh, uptrend với higher high và higher low. Cho nên nếu như mà mình vào á, một cái lệnh credit call thì chúng ta có thể convert được uh, hoặc là chúng ta chỉ có cần á là cái con này nó buôn bắt nhẹ thôi một xíu thôi là mình đã có thể mình ăn được cái lệnh credit call rồi nhưng mà nếu như mà các bạn vào một cái Naked Put á, thì à, nếu mà có chuyện gì xảy ra và sau cái ngày 10 các bạn nhớ không, cái ngày 10 tháng 2 á, là cái uh, Kim có làm video và Kim có nói á, là trong cái tuần lễ cho đến ngày 17 á, thì market nó sẽ khá là choppy bởi vì nó có những cái ngày report dividend ex-dividend của các con stock trong S&P 500, ngoài ra thì chúng ta còn có những mốc mà quan trọng về macro, những cái date quan trọng về macro, ví dụ như là nè các cái chỉ số report có liên quan tới GDP ví dụ như là retail sales hay là business inventory vân vân và vân vân hay là PPI vì vậy cho nên cái cách mà mình sử dụng để mình khiến cho cái lệnh buôn bán này của mình nó an toàn hơn thì Kim lựa chọn không vào naked put mà Kim lựa chọn mình vào một cái credit call thì cái credit con của mình đó, nó là như thế nào? Ở tại cái thời điểm hiện tại trong vào cái ngày 10 tháng 2 đó, thì Kim lựa chọn là Kim vào một cái naked call, một cái lệnh credit call khi mà SP5, SPX đó, nó hồi lên những cái mốc khoảng tầm 4.100 nó khoảng là 4.090 4.100 nó có cái nhịp hồi đó. thì ở cái giai đoạn này là Kim quyết định là mình sẽ vào một cái credit call với cái level là 4 và 4 ,085. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu mà các bạn chơi sell kho Thì các bạn sẽ biết là Khi các bạn chơi sell kho Các bạn vào một con sell kho Ở cái giá là 4.085 nè con sale kho cái giá 4085 có nghĩa là các bạn muốn á, là các cái con stock của các bạn và cụ thể là SP500 nó không chạm được tới 4085 thì các bạn sang chọn tiền premium của sale kho đúng không nhưng mà á, trong những cái điều kiện khi mà mình vào những cái lệnh á, mà không chắc chắn à, tức là không chắc chắn về cái timeline thì á, chúng ta sẽ thấy là nếu mà các bạn vào sell kho vào rocket put đã là một cái rủi ro rồi và sell kho sẽ là một cái rủi ro lớn nhiều hơn nữa bởi vì khi mà nó đang trong một cái uptrend mà các bạn chặn đầu thì cái việc các bạn bị bay đầu rất là cao vì vậy cho nên đó là chúng ta sử dụng credit call để mình có thể Thay vì là mình vào mình sell kho không Thì chúng ta sẽ limit cái risk của cái sell kho này Bằng cách chúng ta buy back lại Một cái buy kho ở cái mức giá là 4090 Đây đây là cái level Như vậy á, thì miễn tới cái ngày hết hạn Cái con SP500 này của mình á, Nó nằm ở dưới 4085 Thì chúng ta sẽ có ăn trọn cái premium Mà chúng ta đã vào cái cặp 4090 và 4085 này thì đó là cái game của Kim à, tại thời điểm à, tại thời điểm vào ngày 10 tháng 2 và khi mà có SP Found Red nó đang ở lần quần cái vùng này nè cái lý do mà Kim chọn cái strike này á, là bởi vì á, thứ nhất là các cái tín hiệu xấu của macro của economic cái thứ hai nữa đó là các bạn thấy những cái cây nến của nó vẫn khá là xấu và nó tức là sao tức là cái nhịp hồi nó phải tạo ra thêm một cái nhịp hồi nữa cái khả năng nó tạo thêm nhịp hồi cũng rất là cao Đúng không nào và cái điều thứ ba nữa đó là cái việc mình chọn cái strike này á thì nó tương đối nó an toàn. Bởi vì sao? Bởi vì á các cái mốc level á mà mình mà mình nghĩ là cái con SP cái con SP 500 á, nó phải bươn bác về là nó phải bươn bác về tới có khi là 4050 lần. Thành ra đó là khi mà mình vào cái strike 4090, 4085 á, thì đã là một cái strike tương đối an toàn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ move on tiếp. Khi mà chúng ta vào cái lệnh này nè thì Kim sẽ cho các bạn xem các cái diễn biến. Các bạn thấy là Kim vào cái lệnh này thì Kim vào cái ngày nào? Bởi vì á, Kim dự trù là market của mình á, sẽ có những cái biến động và CPI. Cho nên á, là Kim cho cái ngày hết hạn á, là ngày 14 tháng 2. À, tức là mình vào lệnh ngày 10 tháng 2 chứ gì thì mình cho cái ngày hết hạn á, là 14 tháng 2 bởi vì mình cũng dự trù á, là như các bạn đã theo dõi các video trước của mình á, thì mình không nghĩ là CPI lần này của nó sẽ ra report tốt cho nên á, là mình vẫn lean theo cái hướng là market sẽ bull back và đau nhiều hơn đó là cái lý do vì sao á, mà Kim cho cái ngày hết hạn là 14 tháng 2 tức là ngày thứ ba mà kịch đóng cửa ha. Sau đó là mà kịch mở cửa ngày 13 là 14 tháng 2. Thì dự trù của mình á là nó không có uh, nó không có được uh, nó không có được uh, tức là nó không có được follow theo cái plan của mình lắm. Bởi vì sao? Bởi vì như các bạn nhìn thấy trên chart nè. Các bạn nhìn thấy trên chart á là mặc kệ CPI nó có ra xấu đến cỡ nào thì á, cái S&P 500 nó vẫn tiếp tục nó có thêm một cái nhịp tăng nữa nhưng mà nó lại tạo lower lower hai và gần hình như là nó đang tạo một cái bê, bull flag ở đâu đây này phải không đó thì khi mà nó tạo một cái uh, những cái nó lại tạo tiếp tục cái lower hai như vậy á tức là các bạn thấy từ đây này đi đến đây nè đó là nó vẫn là một cái nhịp đi lên đúng không nào nhưng mà nó không thể nào nó đẩy qua được cái cây nến của ngày 14 tháng 2 vào ngày 15 tháng 2 và trong cái ngày 14 tháng 2 á khi mà ra kết quả của CPI thì Kim predict và nếu như các bạn có xem video của Kim vào ngày 13 tháng 2 thì các bạn cũng biết hiểu được cái lý do vì sao mình vẫn tiếp tục mình roll tới cái lệnh này. Bởi vì những cái điều kiện về thứ nhất là À, uh, con Microsoft là sau cái ngày 10, uh, 15 tháng 2 là Microsoft nó sẽ xong cái ngày record day và QQ có khả năng hồi xuống hồi uh, nó sẽ có khả năng QQ có nhịp hồi và kéo theo SP500 điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là những cái cách kết quả đưa ra về EA và macroeconomic vẫn liên tục xấu và nó xấu như cái như là cái dự đoán của mình cho nên đó, khi mà uh, TA không break out được và về EA macro thì vẫn tiếp tục xấu những cái bối cảnh nó vẫn tiếp tục nó xấu thì cái quyết định của mình là mình sẽ uh, mình sẽ tiếp tục mình roll cái con này và roll tới khi nào? Kim quyết định là Kim roll cái cặp SPX này á Kim roll từ ngày 14 tháng 2 là deadline đúng không? Thì trong ngày 14 tháng 2 Kim cho các bạn roll tới ngày 17 tháng 2 Tức là ngày hôm nay À, sau khi cái cái à, khi, trước khi cái video này được thực hiện thì như vậy đó thì cái tại vì sao Kim lại chọn ngày 17 tháng 2 bởi vì á cái ngày 17 tháng 2 là như Kim đã chia sẻ trong các video trước là một ngày có khối lượng Các cái cái uh, MA open interest uh, option á cực kỳ lớn trên 4 triệu và nó gần như là nó gấp 4 lần gấp từ 3 đến 4 lần với cái những tuần lễ thông thường. Cho nên là kim về vào ngày này sẽ có một cái bước move cực mạnh. Và cái thứ hai nữa đó là move mạnh thì move theo hướng nào? À, dựa vào những cái phân tích của kim trong các video trước á, thì các bạn cũng hiểu là kim đang thấy là cái tín hiệu về macro vì economy xấu. Cho nên là và cái thứ hai nữa đó là các cái tín hiệu về uh, các cái phân tích các cái khối lượng volume option á, thì nó cũng theo cái hướng bearish nhiều hơn. Đó là cái lý do vì sao á. Mà Kim quyết định là Kim sẽ roll tới cái ngày 17 tháng 2. Đó, thì như vậy để cho kim các bạn hiểu là cái lý do vì sao Kim vào lệnh và Kim demonstrate trên một cái chạp Và chúng ta hãy cùng xem các cái lệnh này à, trong cái điều kiện thực tế. Thì như vậy á đây là những cái à, diễn biến của các cái lệnh mà Kim đã à, chia sẻ với group của các anh chị em trade cùng trong group của Kim. Thì vào ngày 10 tháng 2 này như Kim nói nè. Kim vào một cái cặp á, là SP500, uh, SPX là với cái strike credit tám 4090, 4085. Và mục tiêu của mình á, là cái con stock này, á, cái SPX này nè, tới cái ngày 10, có thể là ngày 13 hoặc là ngày 14, nó phải nằm dưới cái strike 4085 này. Tuy nhiên điều đó không xảy ra mà uh, tới cái ngày 14 tháng 2 thì á, nó lại có những cái biến chuyển uh, đi theo chiều hướng đi lên. À, nhưng mà những cái dấu hiệu như Kim vừa mới phân tích, á, nó vẫn có những cái dấu hiệu xấu. Nên Kim quyết định là Kim cho rút của Kim nó roll, vào ngày 17 tháng 2. Thì tùy vào cái túi tiền của các bạn như thế nào, Kim cho các bạn có hai cái cách roll. Một là các bạn roll bằng số lượng và các bạn trả ra 80 đồng. Hai là các bạn roll tăng cặp, tức là mình double số lượng lên, thì các bạn sẽ lấy về được 260 đồng và tới ngày hôm nay thì nhóm kim đã đồng loạt từ kim đã đồng loạt thắt profit với nhau thì các bạn thắt profit như thế nào ạ à? ngày hôm nay thì đây là cái lúc mà kim cho các bạn của trong group thắt profit thì khi mà mình thắt profit vào khoảng buổi sáng khoảng gần 7 giờ sáng thì các cái lệnh được rô tức là các bạn nào mà rô bằng cặp bằng số lượng cặp là không bỏ tiền thêm tiền ra thì các bạn được 50% mươi phần trăm profit các bạn mà rô mà tăng cặp lên thì các bạn được 75% profit Và khi mà các bạn vào lĩnh mới hoàn toàn thì các bạn được trên 100% profit Thật ra đây là những cái nhận định, đây là những cái lúc đó là bởi vì Kim Trong cái điều kiện là Kim gấp rút Kim cho group ra lệnh thành ra là kim tính những cái percentage này không có được chính xác nhưng mà sau khi mà kim đã ngồi kim làm cái video này á và để cho các bạn có thể hiểu hơn nên kim tính chính xác cái số lượng phần trăm thì thật là amazing bởi vì á chúng ta đạt được cái profit á còn nhiều hơn là chúng ta đã ước lượng cái thứ nhất khi mà các bạn rô bằng cặp nè vào ngày 10 tháng 2 các bạn nhận về 295 đồng và cái số vốn các bạn bỏ ra là 205 Vì sao mình biết được cái cái số tiền này Bởi vì á, cái nguyên tắc của các bạn khi chơi lệnh credit call Có nghĩa là các bạn cái premium credit call nó là một lệnh seller Và khi mà các bạn nhận được cái tức là cái tiền giá của cái option á của cái lệnh seller nó sẽ trở thành cái maximum profit hay còn gọi là cái premium cái tiền profit, cái tiền lời mà các bạn được nhận về trước. Thì trong trường hợp này ngày 10 tháng 2 mình nhận về được 295 đồng, đúng không nào? Và 295 đồng này nè, thì cái tiền vốn đó là bao nhiêu? Cái tiền vốn khi mà các bạn làm seller, các bạn phải các bạn sẽ nhận được premium trước, nhưng mà các bạn phải bỏ ra một số tiền collateral. Thì á, cái số collateral của một lệnh credit card nó sẽ bằng gì ạ? À? Nó sẽ bằng cái khoảng cách của của hai cái hai cái giá này và nó nhân cho 100. Khoảng cách ở đây là 490 trừ 4085 là 5. Nhân với 100 tương ứng với 100 xe có nghĩa là 500 đồng. Như vậy tiền collateral của các bạn là 500 đồng. Và các bạn nhận về được cái premium hay còn gọi là maximum profit các bạn nhận được trước là 290 đồng. đồng. Như vậy tiền vốn thật sự của các bạn là bao nhiêu ạ? À? 500 trừ 295 chỉ còn có 205 đồng tiền vốn mà thôi. Vào ngày 14 khi mà mình rô thì mình trả ra 80 đồng. Đúng không nào Và vào ngày 17 ngày hôm nay Thì chúng ta chốt được cái lệnh Thì như các bạn thấy nè Nhóm của Kiên chốt lệnh là được 0.9 Thì mình trả ra Tức là mình trả ra 90 đồng Cái seller nó hơi khác với cái buyer Seller là các bạn nhận về tiền trước Và khi mà các bạn đóng lệnh thì các bạn trả ra cái phần còn dôi Cái phần dôi lại đó là các bạn trả ra Thì như vậy các bạn trả lần 1 80, lần 2 90 Như vậy thì cái lời của các bạn thực tế là bao nhiêu Nó sẽ bằng cái tiền premium mà các bạn nhận được 295 đồng và các bạn trừ đi cái tiền các bạn trả hai lần là mình nhận 295 nè, mình trả cho 980 xong mình trả lần 290. Tức là thực tế cái tiền mà các bạn đã tăng được trong Mercao là 125 đồng. 125 đồng như vậy, các bạn được bao nhiêu phần trăm tiền lời vậy? Các bạn lấy 125 đồng này, các bạn chia cho 205, tức là cái tiền vốn ban đầu của mình nè, thì các bạn được 60.9% tiền lời. 60.9 mấy mấy á thì Kim cho là 60.9% tiền lời cái giả thuyết thứ hai, cái cách thứ hai khi mà các bạn rô nhân đôi cái số cặp thì nó như thế nào? khi mà các bạn nhân đôi số cặp á, lần thứ hai các bạn nhận về được thêm sáu 60 đồng. nhưng mà bởi vì các bạn nhân đôi số cặp, cho nên cái cặp thứ hai á, các bạn cũng phải bỏ ra cái tiền vốn đúng không? thì mình tính theo cái cách tương tự là mình lấy 500 mình trừ đi 260. có nghĩa là cái lần thứ hai các bạn bỏ thêm một cái số vốn là 204. thì như vậy á, Chúng ta có tổng một cái số vốn là 205, trừ cộng với 240 trong lần thứ hai thì vốn của mình tổng cộng là 445 đồng. Và ngày hôm nay các bạn trả ra 90 đồng một cặp. Các bạn có hai cặp thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tính tiền lời. Tiền lời của mình á nhận lần 1 295 cộng với nhận lần 2 260 và trừ đi cái chín chục nhân với hai là tiền mình phải trả ra để đóng cái cặp này trong ngày hôm nay thì các bạn nhận được á, cái profit á, là hai là ba trăm bảy mươi đồng ba trăm bảy mươi đồng là tiền lời mình chia cho bốn trăm bốn mươi đồng tiền vốn nè ha ba trăm bảy mươi chia cho bốn trăm bốn mươi tiền vốn thì cái profit các bạn nhận được là 84 phần tám mươi bốn hai phần trăm Ha, thì như vậy thì các bạn thấy á, dựa vào cái lệnh này, dựa vào cái cách mà chúng ta chơi credit call, miễn là thứ nhất các bạn rành về TA, thứ hai nữa là các bạn có một cái kiến thức và, hoặc là các bạn có thể à, tìm hiểu, các bạn có thể tham khảo những cái kiến thức về macro nè, à, của các anh chị em à, pro trader để các bạn có thể các bạn biết được cái rủi ro, cái cái xác suất giành thắng lợi của các bạn trong cái lệnh à, theo TA đó là như thế nào để các bạn có thể lựa chọn chơi theo cái hình thức là credit call. Và như vậy á thì với cái lệnh credit card của mình á thì tất cả những ai mà đã vào position trước từ đầu thì các bạn đều được ăn lớn và những bạn nào mà các bạn không vào position từ đầu mà các bạn vào ngay cái lúc mà kim vào cái lệnh 14 tháng 2 mà các bạn mới bắt đầu initial cái position của mình thì các bạn còn ăn trên 100% à, dựa theo cái 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 đóng lệnh này của kim nè thì các bạn thấy là nếu các bạn vào lệnh mới vào ngày 14 tháng 2 các bạn thu về được 318 đồng và sau đó là các bạn trả ra 110 có nghĩa là các bạn ăn được là 208 đồng. Trên cái số vốn là 182 đồng. Như vậy, 200 lẻ mấy chia 182. Ok, như vậy các bạn cũng biết là nó cũng được khoảng đâu 120% rồi đúng không nào. Và một cái điều tuyệt vời hơn nữa là vào ngày hôm nay nếu như mà các bạn còn chưa phi run một cái lợi ích của cái lệnh credit card theo cái phương pháp này là bởi vì chúng ta bỏ một chúng ta ăn trên một cho nên á, đó khi mà ví dụ như các bạn vào ba bốn cặp đi mà các bạn ăn được đều trên một trăm hay là trên năm mươi phần trăm hết thì dĩ nhiên các bạn chốt profit được các bạn có thể chừa được một con free rent, đúng không và khi mà các bạn chừa free rent, các bạn thấy ngày hôm nay nè sbs đóng cửa bốn nghìn bảy mươi chín tức là tấp hơn bốn nghìn tám mươi và như vậy thì trọn cái bộ sbs này của mình đã ăn trọn profit và theo như cái tính rợ, tính toán rỡ của kim trong ngày hôm nay á thì nếu như mà À, trên thực tế bạn nào mà các bạn còn giữ profit tới còn giữ lệnh tới bây giờ thì nếu mà các bạn roll bằng cặp thì các bạn đã ăn được cái số lượng profit là 80%. Nếu các bạn roll tăng cặp thì các bạn đã ăn được profit là trên 100 khoảng 150%. Và các bạn nào mà các bạn vào mới position thì các bạn ăn được khoảng 200%. Thì đó là gần 200% à, tại vì 318 mà các bạn chia cho 100 180 80 mấy Ồ, thì các bạn lời cũng được khoảng chừng 100 170 phần trăm khoảng 170 phần trăm và đó là cái cách vì sao chúng ta có thể dùng một cái lệnh Uh, credit card để mình chiếm được 89% win rate cho năm 2023. Và để các bạn thực hiện được lệnh này các bạn nên nhớ nha. Mình cần phải biết về seller và buyer nè, và mình cũng cần phải biết về TA và có thể tham khảo hoặc là biết thêm về các cái uh, rủi ro hoặc là các cái uh, các cái ảnh hưởng về economic nha. Uh, và Kim chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. À, chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn vào video thứ hai market update cho tuần sắp tới xin chào và hẹn gặp lại